Con xin chào mẹ đọc mẹ tu cấp thể Mận xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã đến với kênh Xuân Mận Family Cuộc Sống ở Đức. Thì... Mẹ tu quay nè. Hôm nay con cao hả? Tại vì hôm nay á Mận cơ cái mâm này cao cao lên để cho mọi người thấy đồ ăn cho nó rõ, cho nó hấp dẫn á. Thì con gái Mận ngồi dưới ghế nó bị thấp đi, cho nên Mận cơ lên bỏ cái đồ cao lên cái ghế cho bé ngồi. Hôm nay bé rất là cao. Thì hôm nay hai mẹ con Mận á thì cũng không có ăn gì đặc biệt mọi người. Thì có đụng con cua. Thì hôm nay á là có một người chị Mận quen biết đi qua bên chợ cá Hà Lan á mua cua gì ăn. Thì Mận nhờ chị mua giùm vài con, nhưng mà qua trở quá cho nên chị mua chỉ được có hai con à. Chị cũng được hai con, nhưng mà chỉ tặng chứ chị không có lấy tiền mọi người, ngại ghê á. Rồi Mận đỡ một con cho ông xã Mận với con gái lớn, còn một con này á thì hai mẹ con Mận bây giờ ăn. Thì thôi Mận xin mời tất cả mọi người dùng bữa với hai mẹ con Mận nha. Rất cực. Còn cái này đây khoe dân bà cô chú, hôm nay con gái Mận ăn một món rất là đặc biệt luôn. Không biết có ai ăn không biết. Đây là cơm trắng kèm với lại gì đây con? Nải, sugar, là cái này là đường ăn cơm. Dạ, ăn cơm với lại đường và kèm miếng bánh mì khô. Khô hồi sáng ăn còn dư á mọi người, nó khô cứng nhắc luôn. Thôi mời bà cô chú ăn đi con. Trái cây á, ngon quá. Chưa ăn mà ngon quá. Mời bà cô chú ăn đi. Hôm nay ăn phải cho mẹ trước. Ăn đi cho mẹ nha. Dạ. Thôi Mận mời tất cả mọi người nha. Cái này là đặc biệt lắm mọi người. Đây. Con cua này cũng khá là to. Để Mận dơ lên cho ông bà cô chú xem. Sợ nó chảy nước, mới vừa luộc đỡ tí xíu đó. Cái càng nó to chà bá luôn. Chờ chút xíu nó dính nước đầy ngay hết con. Đây, đây là cái con cua mà Mận thấy cũng khá là to nha. Đây đây mẹ cho con cầm. Coi cái càng kìa mẹ mang chút. Cái càng cua mà nó to quá chừng nè mọi người, thấy không? Nè, to hơn con to bằng bàn tay gái Mận luôn á. Con ăn cái này đi. Cái nóng không? Ấm ấm Mận lấy giấy nè cuộn lại. Đó. Rồi chấm với chút xíu đường đây nè, trên đây thịt nè. Wow. Mận chấm với lại nước muối, ớt chanh, ăn kèm dưa leo, ớt chua, tráng miệng là nho và trái mận. Trái mận. Ghét quá. Nó nóng hả? Dạ. Wow. Tại vì Mận không có cái kìm mà gặp cua mọi người. Đây mọi người, mới vừa đi xuống đập quế chân đập luôn, đập banh ta lông luôn mới ra được cái càng cua nha. Mời ông bà cô chú ăn càng cua đi con. Hai cái càng cua. Tôi ăn với gia đình ăn càng cua với con. Đây mẹ má đỡ cho con này nha. Ngon quá. Ngon quá hả? Chù thịt nó chát gơ, cái thịt nó trắng phau á mọi người. Mận chấm miếng xíu. Không muốn ăn cua hả? Cua với tường. Dạ. Công nhận đợt này em bà chị vẫn mua giùm, bà cho nó mua giùm, nó cho cua bà mua cái đợt này nó tươi ngon ghê, nó chắc mua về tới đây mà vẫn còn sống nha mọi người. Nhưng mà chị nói á, qua trở quá nó hết rồi, còn mấy con chết chết á, cho nên là chị không có gì có mua, lựa mấy con sống thôi. Mọi người có tin là
Người ta nói là lính lính cũ ăn hiếp lính mới. Mận cỡ cho mọi người nghe cái câu chuyện này. Mận đã gặp nha mọi người. Ngon không con? Dạ. Hồi trước á, Mận nghe người ta nói lính cũ ăn hiếp lính mới, nhưng mà bây giờ ngược lại á, là lính mới ăn hiếp lính cũ. Bên miệng con hả? Xuất đi con. À rồi, mời ông bà cô chú nha, ăn miếng cua chấm với nước muối chanh, ớt. Con tuốt nó ra chứ đừng có nhai rớt. Nó được rồi, ăn tuốt. Cái thịt nó chắc. Nó chắc mà nó ngọt. Ngon em yêu. Dạ. Dẹp tóc ra, bữa nay ăn thẻ tóc rồi chứ. Dẹp ra con. Mới tắm xong đỡ tóc rồi cho nó thẳng cho nó đẹp hả? Đi cắt tóc. À số cắt tóc nữa hả? Dạ. Ai cắt cho con? Mama. Nó cỡ mọi người quên rồi cho lo ăn. Người ta nói lính cũ ăn hiếp lính mới, nhưng mà thật ra cũng hên xui. Mặn đây là lính mới ăn hiếp lính cũ. Ăn hiếp mặn ở đâu chứ không biết người ta nhìn thấy mặt mặn hiền hay dữ hay như thế nào. Mà mọi người biết không, có con nhỏ trong hãng mặn á, mới vừa vô làm hôm nay, mới vừa vô làm có một ngày hôm nay thôi mà nó sai mặn, nó ăn hiếp mặn. Ăn hiếp mặn, nó sai mặn bắt làm này làm kia, trong khi á là thật sự á, ở trong cái công ty mặn làm á, là khi mà quản lý shift letter mà nó đã chỉ ai làm công việc gì đó thì mạnh ai nấy làm. Mà làm trong đó ví dụ một nhóm 10 người, 20 người thì mình giúp đỡ lẫn nhau làm. Và mỗi người mỗi công việc nha, công việc mình hết thì mình có thể thấy người bên cạnh làm, mình có thể giúp, mình giúp đồng nghiệp, nghiệp mình giúp que giúp lại vậy đó mọi người. Đó là mình muốn thôi nha, còn nếu mà không có việc làm á thì mình chờ quản lý tới nó chia sẻ, nó chỉ mình làm những cái công việc khác nữa. Thế là bữa hôm nay Mận làm rất là nhanh, tại vì công việc nó cũng không khó, tính toán thôi mọi người. Mận tính sạc rạc rạc xong cái lúc mà các công việc Mận đã xong sớm á, Mận mới gặp quản lý ông shift leader. Mận hỏi bây giờ tôi làm xong rồi nhưng mà vẫn còn nửa tiếng nữa mới tới giờ tan ca mới ra, thì ông có việc gì nữa không, tôi chỉ cho tôi làm thêm cho nó đủ cái nửa tiếng đó rồi mình về đó mọi người. Thì lúc đó quản lý kêu đứng đó chờ cái xíu. Thì Mận đứng chờ thì cái con nhỏ mới hồi nãy Mận nói đó, nó mới vừa vô làm ngày hôm nay luôn, mới toan luôn. Vậy mà nó bắt Mận nó chỉ, nó nói là ừ mày làm cái này nè, mày làm cái kia, mày làm cái kia, nó nọ. Trời ơi Mận bực mình, Mận nói ê, Mận nói với nó là nói là bạn cũng làm giống như mình, cũng làm là người làm mướn giống nhau, nhưng mà công việc ai đấy làm, mình thích thì mình giúp đỡ bạn, không thích thì thôi. Nhưng mà quản lý á, ông shift leader là nó nói với Mận á là chờ đó một tí xíu nó sẽ tới, nó kêu Mận làm cái việc khác. Vậy mà nó không chịu mọi người, nó bắt Mận phải làm cái này kia, cái Mận không làm, bắt đầu cái nó kiếm chuyện, nó kiếm chuyện với Mận, cái nó lấy đồ nó giục đung 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 mọi người. Cái Mận tức quá, Mận cũng kình lại, Mận nói nó mà khổ nổi cái á. Nó ở nước khác đến à, nó ở gì nước gì mà quên tên rồi, chứ không phải người ở đất đây, mà tiếng Đức nó cũng không biết tiếng nào luôn. Coi như Mận nói bằng tiếng Đức, nó nói bằng tiếng đá, hai người bập bẹ nói qua nói lại, hành động với nhau thôi. Chừng cái Mận cũng không có làm, Mận bực mình quá, tại vì nhỏ đó nhìn thấy chị cao quá mọi người. Nhờ vả người ta thì mình phải nhờ có tâm chút. Đằng này nó ra lệnh, nó bắt Mận làm này kia, Mận bực mình chứ. Cái lúc đó cái quản lý tới, xích lại tờ tới, nó hỏi chứ hai tụi bay làm cái gì mà ầm ầm vậy. Cái Mận nói ra, cái quản lý đó, nó chỉ con đó, nó nói là mày làm công việc này, còn con Hồ á, con Mận á là nó sẽ làm công việc khác, mày không được quyền sai nó làm này kia. Vậy đó, chuyện mày làm. Vậy cái con nhỏ đó im ru mọi người. Trời ơi, Mận nói ngày hôm nay á, Mận cũng hơi bực mình, còn cái nửa tiếng nữa đi ra. Vậy mà bị nhỏ mới vô làm á, nó điều khiển mình mà nó còn kiếm chuyện nữa chứ. Nó kiếm chuyện. Của con nè.
Ăn này đi con. Nó kiếm chuyện mới đâu chứ. Đó, người ta nói là lính lính cũ ăn hiếp lính mới nè, đằng này lính lính mới ăn hiếp lính cũ rõ ràng luôn á. Ông giúp á. Gì vậy? Mọi nghe mọi người nghe thấy măng cỡ có tức không? Thà nó cũng nhờ vả mình á thì nó nói đàng hoàng là sự á thì mình còn làm, mình giúp nó. Đằng này nó ra lệnh mình nữa, nó bắt mình làm này kia, nó cái thái độ nó chỉ ca lắm mọi người. Mấy người làm chung á cứ lắc đầu đứng làm là thấy vậy, lắc đầu nhỏ đó. Này, mở cái này ra. Ôi trời. Cái cua này nó công nhận nó cứng thiệt nha mọi người. Wow. Cái cua na âu này nè, cua nâu na uy chứ na âu. Đây mọi người ở trong gạch quá chừng gạch luôn. Thấy không, mọi người thấy không, nhìn hấp dẫn hơn. Này cái gạch đó con, cái con cua này nè, mặn có thấy ở bên Việt Nam có người, những người làm YouTube đó mọi người, họ đặt họ mua nha, mà nghe nói cũng khá là đắt chứ không có rẻ. Con thích cua thì con ăn đi. Cái cua này nè, con gái lớn của mặn á, trời ơi nó ăn hồi nhỏ nó ăn khá là nhiều nha, hồi lúc mà 1 tuổi bắt đầu à ăn cơm á mọi người, ăn ai quên nó lộn ăn cơm, bé bắt đầu ăn cháo được á là mặn mua giờ lần mua gần 10 con gì xong bắt đầu á mặn luộc cây mặn ngoài mặn bóp ra mặn cậy từng ly từng tí lấy từng miếng thịt luôn, xong rồi bắt đầu cứ chia phần cục vậy nè, rồi bỏ quấn vô trong cái giấy bạc hay giấy bong bóng á, cắt bỏ trong tủ đông đá, rồi mỗi lần nấu cháo thì bé ăn cứ lấy một cục ra còn đá mọi người, mình xắt nhỏ ra mình bầm nhỏ cái mình nấu chung với cháo với rau củ quả đó. Trời bé ăn cái nó phát triển xương nè, nó hỗ trợ cho răng rất là chắc và nó bổ sung rất là nhiều vitamin nha, chất sắt chất đạm rất là nhiều, chất đạm á nói về ăn hải sản là đạm, cho nên giờ bé lớn của mặn á ớn không có ăn tại vì từ nhỏ bé ăn quá nhiều rồi. Làm như vậy. Còn bé nhỏ nhà mặn thì bé lại từ 1 tuổi là bé không thích ăn cháo, cho nên không có mua cái này nấu được cho ăn như thế này, ăn tươi như thế này luôn, mà bé ăn cũng không được nhiều. Không có ăn cơm vô nãy giờ non lo nói quên ăn trái dưa leo, dưa leo siêu to khổng lồ. Cũng lên được. Ăn bẩn ăn không ăn. To quá. To quá hả? Bỏ đây mà cũng không thấy gì. Mà bỏ đây đi. Được rồi con, được rồi. Bỏ ở đây nè. Wow, cái gạch nó ăn béo quá. Quá béo luôn. Nhiều quá nè, còn trong này nè mọi người. Mà ăn cũng không nổi nữa. Bỏ đây đây, bỏ đây. Wow, cái gạch nó dính ở đây nữa. Ủa vậy à. Đây, mặn mời mọi người ăn miếng gạch nha. Mà của cua của dân thể. Còn quá đã luôn. Cái này hồi nãy mặn nói đang nói lửa dở nửa chừng. Ở Việt Nam mình á có bán con này, nhưng mà mình thấy anh chị cô chú làm YouTube á chia sẻ nó cũng không có rẻ mọi người, cũng mắc. Ở bên này thì nói chung cũng tùy, nhưng mà nay cũng cua mắc rồi, 10 mấy đồng ký. Wow. Ăn cái này chắc say không, say cua, cua nó quá bự.
Mama ăn cái miếng mama lút thịt. Gái mặn nói mama ăn cái miếng mama lút thịt. Thầy cho miếng mama ăn mắc cười quá. Cái miếng mama ăn dài. Coi rất không? Wow. Công nhận ăn cái gạch đó nó màu ngán nha mọi người. Nó béo quá, nó màu ngán. Ở thành phố thì thích gì ăn lấy đúng mọi người. Còn ăn bữa nay ngày mai tính sau, nhưng mà ở trên quê mặn thì không nha. Ăn bữa nay để dành cho ngày mai, tính cho ngày mai, cho nên á má mặn đời nào mà bả dám bỏ tiền ra mà bả mua con cua mà mắc tiền như như con cua nâu nó uy này bả ăn hết đó. Mà nhất là phải đặt nữa nha, đặt mới hàng nó mới có. Đặt ở đâu mình cũng không biết, nhưng mà ở Việt Nam người ta nói đặt mới có. Mà mặn thì nói má vậy má mua. Con ăn cơm xúc cơm đường. Xúc khờ. Nấm xúc khờ bắt khờ. Cho xúc khờ bắt khờ. Giờ mình ăn trước cái này đi. Wow. Ăn cua thì ngon mà mỗi lần bẻ đồ khó khăn quá, nó cứng lắm luôn á mọi người. Mama hình dài. Mama bẻ không ra mà con cứ chọc mama. cái nhà cứ tiêu chọc má ma là bị không được. Bây giờ reo này con à, re chưa? Mệt quá, cái cơ đừng chọc má ma nữa, kỳ quá vậy, kỳ quá. Đừng có đẩy cái bàn con. Hết rồi không? Dạ hết rồi. Em mà có người ngồi hát cho nghe nữa, đã thú vị ghê mọi người. No lắm luôn á. Thật sự mà nói á, bằng ăn cái nậu cái này nè, nậu cái gạch ra tự nhiên nó ớn mọi người. Thật sự mà nói nó ớn, tại vì nó quá béo, nó nhiều gạch quá. Trong này vẫn còn nhiều này nha mọi người, cái thịt nè, mặn chỉ gặm sơ sơ hoài này thôi. Tại vì mặn ăn cái gạch nhiều quá, tự nhiên nó ngán ngán vậy. Dạ không tắm được. Nè, ốc chuông đem lên mà cũng chưa ăn. Tắm được mama. Mama không tắm được. Ốc chuông khá là ngọt. Không tắm được. Không tắm được thôi. Chị con lấy tay nè. Rồi, đợi nó đổ á, thôi đừng chấm nữa. Đây nó gì? Đỡ nó nè. Cái cua chấm với muối ăn ngon mọi người. Ăn cũng khỏi ngáo. Nãy giờ ăn cua á. Giờ mình ăn trái cây. Mama. Tụi mình
con bật lại dạy. Tuần nào ba mẹ rảnh không? Nãy con tính con ăn chưa xong à? Mẹ bắt rồi. Gái mà cũng nói cái răng nó bắt là nó lung lay rồi. Chưa đâu. Thôi, nó mang ăn nữa. Thôi mọi người, thì mặn cũng cảm ơn. Ôi trời, coi còn nè. Còn thịt ở trong này nè, ông bà cô chú. Mặn cũng cảm ơn tất cả mọi người cũng đã và đang xem cái video của hai mẹ con Mặn, cũng như là ủng hộ kênh YouTuber của gia đình. Hẹn gặp lại ông bà cô chú quý vị gần xa ở video tiếp theo nha. Bye bye đi con. Bye bye.